Dương à, con lại gặp ác mộng hả? Nó cứ ám ảnh con suốt. Chắc là áp lực công việc quá nên ngủ không sâu giấc, mới gặp ác mộng thường xuyên. Mà thôi, con dậy luôn đi. Con phải đến công ty nữa, hôm nay là ngày quan trọng của con, đừng để mọi người chờ. Con biết rồi mẹ. Mẹ xuống trước đi, con xuống liền. Ván cờ danh vọng phát sóng lúc 18:30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 trên Vion. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.